Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bà Dài TV. Lời đầu tiên, Bà Dài xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video này, Bà Dài tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan tới drama sóng gió gia tộc để gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Bà Dài cũng xin kính mời tất cả quý vị và các bạn nếu là lần đầu tiên đến với kênh Bà Dài cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm quả chuông thông báo để nhận các video sớm nhất từ kênh Bà Dài TV. Bà Dài xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, đúng ra thì Bà Dài không đề cập tới cái câu chuyện bàn thờ của cô nghệ sĩ. Nhưng mà sáng nay khi mà đọc được những cái dòng tin nhắn của bé Móm thì chúng ta thấy cũng rất là bức xúc. Nhưng bây giờ thì có một số người lại lên nói rằng là bé Móm sống vô ơn, ứng xử dở. Nếu mà chúng ta nghĩ vậy, chúng ta chưa đọc được những cái dòng tin nhắn mà bé Móm tha thiết khẩn cầu cái người anh lúc mà cố nghệ sĩ vừa mới mất đó. Thì khi mà đọc được những cái dòng tin nhắn này thì quý vị và các bạn sẽ bỏ ngay cái ý định là bé Móm vô ơn và sẽ nghĩ một cái điều khác về một cái người anh kia. Không thể nào vô tâm mà thờ ơ như thế. Mình không nghĩ cái thời điểm đó, lúc đó cái thời điểm mà tình cảm anh em rất là thiết tha mặn nồng, nhưng mà người anh có thể là lơ đi một cái đoạn tin nhắn rất là xúc động như vậy. Và mình cũng muốn đọc lại để khán giả thấy được cái sự khổ tâm của bé Móm ở trong cái thời điểm đó phải như thế nào. Thì bé Móm mở miệng để mượn tiền cái người anh này nhưng mà người anh không trả lời tin nhắn. Lúc này thì bé Móm chủ động nhắn tin cho người anh. Anh à, em muốn thưa chuyện với anh. Lúc đầu em nghĩ chắc cái này đó là mà cũng không có nhiều tiền cho nên là em mượn Hồng Ni lần này luôn rồi. Sau này em sẽ gửi lại cho chị ấy sao? Nhưng mà do mấy bữa nay đó, chị cũng đã lo cho em quá nhiều từ trong nhà cho đến bên ngoài. Chị Ni đều lo lắng và tận tâm với em và ba, cho nên bây giờ là em không dám phiền chị Ni thêm cái chuyện lần này nữa. Và thật sự hai vợ chồng của em không có tiền. Và ăn uống các thứ vừa chạy mượn ở ngoài và chị Ni cũng lo luôn cái phần đó. Cho nên bây giờ là em muốn nhờ anh phụ với em một ít để làm thêm cái phần này. Để cho cái nơi thờ cúng của bà được trang nghiêm. Đây là cái dòng tin nhắn rất là khẩn cầu của bé Móm đối với cái ông anh này. Khi đọc được những tin nhắn này đó thì ai cũng thương bé Móm. Bởi vì lúc này đó bé Móm mới lên mộ thôi. Chưa có buôn bán và không có tiền. Và tất cả những cái thứ trong nhà đó thì Hồng Ni đều phải chi tiền ra để mà giúp cho bé Móm. Vậy mà khi đọc những cái dòng tin nhắn này đó, cái người anh này không có bất kỳ cái sự là hồi đáp nào. Quá kinh khủng phải không quý vị và các bạn? Đúng là người ta nói cái nơi lành nhất là lòng người. Đọc những cái dòng tin nhắn của em mình như thế này, không có tiền ăn nhưng mà lại muốn có một cái chỗ thờ cúng của bà trang nghiêm. Vậy mà cái ông anh này không có một chút động thái nào gọi là đồng lòng và cũng bơ luôn cái tin nhắn này. Và phải đến lúc là chị ba vào cuộc thì cái người anh này mới chuyển tiền. Đó là một cái hành động phải nói là chúng ta nghe phải nó cũng giật mình phải không quý vị? Lúc nào nó cũng nói là bảo vệ thương em, bảo vệ em gái, vậy mà cái tin nhắn này lại bỏ qua. Thì mình nghĩ là chúng ta cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu người dân khi mà đọc được những cái dòng tin nhắn này ở trong cái thời điểm đó thì cũng rất là thương bé Móm của gì, xúc động và cũng muốn giúp ngay, ít nhiều gì cũng giúp ngay. Nhưng mà cái người anh này dù là một cái nghệ sĩ nổi tiếng, có rất nhiều tiền bạc, có được cái nghề cũng nhờ cái người cha nuôi như vậy, nhưng mà lại im lặng như vậy, phải nói là quá kinh khủng. Cho nên bây giờ ai ở trong cái thời điểm này nói lúc đó bé Móm sống vô ơn thì phải nói là bịa đặt. Những cái lời lẽ mà bé Móm nói ở trong cái tin nhắn này đó rất là lễ phép, rất là chân thành và phải nói là vô cùng khẩn cầu. Đó là cái tấm lòng hiếu thảo của bé Móm, mặc dù không có tiền ăn nhưng mà vẫn muốn lo cho ba mình một cái nơi thờ tự tươm tất. Chúng ta còn muốn gì nữa quý vị và các bạn? Đây là cái lòng hiếu thảo rồi. Trong khi đó là cái cô cháu gái đó, cô ta giấu rất là nhiều tiền vàng bạc ở trong phòng. Vậy mà lúc cậu nằm xuống thì cô ta lại là không bỏ ra bất cứ một đồng nào để mà lo lắng cái chỗ thờ tự cho cậu của mình. Vậy mà lúc nào cũng lên mạng nói là thương cậu, nhớ cậu và muốn đòi lại danh dự của cậu. Mà không biết danh dự gì ở đây. Phải nói con người này quá tham lam của gì. Mà cái lúc mà cái cô cháu gái này đến phòng lục lạo đồ để dọn đi đó thì rất nhiều cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Bởi vì đó quá nhiều tiền. Bởi vì qua cái câu chuyện này chúng ta mới thấy được là cái nơi lạnh nhất chính là lòng người phải không quý vị? Lúc còn sống đó thì tới lui rồi yêu thương. Nhưng mà lúc mất đi rồi nằm xuống thì coi như phải nói là lạnh tanh luôn. Không có bất kỳ một cái tình nghĩa nào nữa. Chỉ có con gái của cố nghệ sĩ là bé Móm là phải chịu nhiều thiệt thòi thôi. Và qua cái đoạn tin nhắn này thì phải nói chúng ta mới nể luôn một người đó là Hồng Ni. Hồng Ni với bé Móm không có bất kỳ một cái mối quan hệ huyết thống nào. Rất là xa lạ. Nhưng mà sẵn sàng bỏ tiền ra để mà giúp bé Móm từ A tới Z.
Và bé mốm cũng ngại cái chuyện này, bởi vì cái gì cũng Hồng Ni, một cũng Hồng Ni, hai cũng Hồng Ni, cho nên là bé mốm là không dám nhờ Hồng Ni mua cái bàn thờ, cho nên mới nhờ cái người anh kia. Nhưng mà không ngờ cái người anh phải nói là hữu danh vô thực, với cái gì chỉ có tiếng thôi, chứ thật sự chẳng có miếng gì cả, không có giúp đỡ gì được cả. Bây giờ chúng ta mới dở lẽ ra. Đêm qua thì bé mốm sau một cái thời gian dài tranh cãi về cái bàn thờ của cố nghệ sĩ thì đã có quyết định rất là sáng suốt với cái người anh của mình. Và mình tin chắc rằng nhiều người khi mà biết bé mốm làm cái chuyện này thì rất là đồng tình và tán thành thôi. Và đêm hôm qua thì bé mốm đã quyết định là chuyển khoản trả cái số tiền mua bàn thờ là 10 triệu vậy đó cho cái người anh kia. Đây là một cái hành động được xem là coi như là trả nợ cho người anh. Và nhiều người rất đồng tình với cái hành động của bé mốm, bởi vì người ta nói rồi mà, của biếu là của lo, của cho là của nợ, mà nghe nói ông anh này không nhận rồi chuyển lại gì đó của gì. Bây giờ đó thì Bum thì cũng trả lại 50 triệu cho Bông Hậu, và Mỹ cũng trả lại 10 triệu cho ông anh số 2, và bé mốm cũng là trả luôn 10 triệu cho cái ông anh này. Coi như là hết duyên hết nợ mọi người. Thôi thì chúng ta cũng đừng nhắc đến cái vấn đề bàn thờ của cố nghệ sĩ nữa, bởi vì bà Tư cũng có khẩn cầu rồi. Bây giờ cố nghệ sĩ đã yên nghỉ và cái bàn thờ đó đang được để mà thờ vong linh của cố nghệ sĩ. Chúng ta cũng không nên bươi móc cái chuyện bàn thờ nữa quý vị. Nếu mà càng nói thì cố nghệ sĩ càng đau lòng thôi. Xin các YouTuber hãy gác lại cái chuyện bàn thờ để tiếp tục đồng hành cùng với bé mốm với những cái tin tức vui hơn, tích cực hơn, đó là cái vụ kiện tranh giành nhà cho ở nhờ. Cái vụ BH coi như cơ bản là xong rồi, chỉ còn rút mắc đó là cái tiền là bé Gia đang giữ là 89 triệu và công ty BH là 50 mấy triệu đó, thì bé mốm làm sao lấy lại được, đặc biệt là cái kênh YouTube làm sao mà cái cô trợ lý chịu trả lại cho bé mốm. Đây là một cái vấn đề quan trọng. Và thêm một cái nữa đó là huy chương của cố nghệ sĩ. Và cũng nghe nói là có một cái cậu con trai nuôi không xuất hiện trong cái drama này đã giữ cái huy chương này của cố nghệ sĩ, nhưng đây là cái tin đồn, không biết là có thật như vậy hay là không, và không biết làm như thế nào để mà bé mốm lấy lại được. Chúng ta hãy chờ thôi, hay là có một cái quyết định văn bản nào từ phía tòa để những con người kia có trách nhiệm là hoàn trả lại cho bé mốm. Bé mốm là cái người gìn giữ cho cố nghệ sĩ. Còn cái vụ mà tranh chấp căn nhà cho ở nhờ thì chúng ta chỉ biết là đợi Hồng Ni thôi quý vị. Hôm qua thì Hồng Ni cũng đã tuyên bố là nghỉ trong 2 tuần để gọi là bớt đi áp lực, để có cuộc sống vui vẻ bên gia đình, và sau đó sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, thông báo kỹ hơn về cái phiên tòa sắp tới của bé mốm, về cái vụ tranh chấp căn nhà cho ở nhờ. Dẫu biết là bây giờ coi như là bé mốm rất nhiều cái lợi thế và coi như đã là cái phần chiến thắng rất là cao, nhưng mà chúng ta cần được biết là một cái phiên tòa diễn ra để là chính thức xác nhận là cái phần thắng đó từ phiên tòa. Bây giờ chúng ta chỉ biết là ủng hộ bé mốm trên những cái phương diện là kinh doanh và ca hát thôi. Mới đây nhất thì bé mốm có thông báo là sẽ có một cái phiên livestream kéo dài là nửa ngày đó quý vị, để là bán những cái mặt hàng sản phẩm cùng với cái nhãn hàng khác. Thì hy vọng là bé mốm sẽ buôn bán, mua mau bán lẹ. Và sắp tới đây bé mốm sẽ có một cái chuyến đi Úc lưu diễn, bởi vì một cái người mẹ nuôi tài trợ. Đây là cái tiếp theo thành công của bé mốm trong tháng 8 này. Rất mong quý vị và các bạn luôn luôn ủng hộ bé mốm và đồng hành cùng với bé mốm đến cuối con đường. Có thể một số người nói rằng khi mà bé mốm thắng rồi và họ chọn cách rời đi không xem nữa, nhưng mà cũng có một số người người ta vẫn muốn ở lại tới phút cuối để mà chứng kiến cái giây phút thắng lợi của bé mốm trước phía bún bò. Bởi vì đây là một cái vụ kiện mà nó hy hữu lắm quý vị, có một không hai, kể cả là trong và ngoài nước nhiều người biết đến, rất nhiều người quan tâm. Còn một số người cũng nói rằng là nếu như mà bé mốm đã thắng rồi đó thì hãy tung ra cái kết quả ADN và để chứng minh làm rõ một lần cái thân phận của mình. Chúng ta biết là ngoài cái vấn đề sao kê đó thì cái chuyện ADN là một cái chuyện bí ẩn rất nhiều người muốn biết nghe quý vị. Người ta đặt ra cái câu hỏi là liệu rằng là ông Hoàng Cải Lương Hồng Quảng là có con ruột hay là không. Cho nên là mình nghĩ rằng đó, nếu mà khi mà chiến thắng các cái vụ kiện thì bé bóm sẽ tung ra để cho bên phía bún bò và kể cả bộ ba ốc sên sỏi con câm nín, đừng bao giờ đem chuyện thân phận của bé bóm lên để mà bêu ríu, để mà bươi móc nữa. Bởi vì trong cái thời điểm này họ chỉ còn duy nhất là cái chuyện là thân phận của bé mốm thôi, họ tiếp tục công kích vào đó. Và chúng ta chờ cái ngày mà Hồng Ni và bé mốm tung ra cái bản ADN và bé mốm trùng khớp với ADN của cố nghệ sĩ và xác nhận được là con ruột của cố nghệ sĩ, thì chắc có lẽ đến cái ngày đó thì những cái người yêu mến bé mốm, những cái fan yêu mến bé mốm rất là vui vẻ ha quý vị và các bạn. Và bây giờ xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.